Tử vi tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, năm 2021 Tân Sửu, hình thái tuế, chỉ cần biết điều này, tiền tài sẽ tự đến với bạn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Giáp Tuất là những người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ làm việc rất cẩn thận, minh bạch, không bao giờ vì tiền bạc, địa vị mà làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Con giáp luôn coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân hơn bất cứ điều gì. Họ chăm chỉ làm việc với tần suất gấp nhiều lần người khác. Cũng có những lúc họ cảm thấy mệt mỏi nhưng tuyệt đối không buông xuôi, thả lỏng bản thân. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, những người này sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Nhờ vào tài năng và sự am hiểu của mình, tuổi Tuất mệnh hỏa có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Bước sang năm 2021, tuổi Giáp Tuất phạm phải hình thái tuế, khiến cho vận trình trong năm của con giáp đều gặp khó khăn, lại còn gặp phải kẻ tiểu nhân và hung tinh. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm bản mệnh vẫn được quý nhân phù trợ, biến mọi thứ khó khăn trở nên tốt đẹp hơn. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Giáp Tuất có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Giáp Tuất trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Hỏa Thổ, tương sinh tiết, mất khí của mệnh chủ. Trong năm này, mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa. Năm Tân Sửu là một năm khá may mắn đối với người tuổi Giáp Tuất. Do đó, Giáp Tuất nên mạnh dạn, tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi những người đi trước. Không nên làm bừa, gây ra sai sót. Bạn cần học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc, cũng như luôn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Đặc biệt, bạn nên coi chừng những kẻ tiểu nhân đố kỵ xung quanh bạn, cũng đừng bao giờ chỉ trích người khác, bởi bạn sẽ dễ dàng dính vào các rắc rối không đâu và những tin đồn thị phi. Trong năm Tân Sửu 2021, người tuổi Giáp Tuất cũng cần nhìn nhận lại bản thân, tính cách, cách giao tiếp, các mối quan hệ để cải thiện bản thân cũng như các vấn đề về bạn bè, công việc. Bạn dễ gặp phải tình huống bất ngờ, lúc này bạn cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh nhẩu, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vẫn đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của bản thân. Đồng thời, bạn không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ xấu khi tiếp cận mình. Nếu bạn đã lập gia đình, bản mệnh cần phải có cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên lạnh nhạt, thờ ơ với nửa kia vì quá tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh, bạn cần lập ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu nhau. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Giáp Tuất sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin được chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Giáp Tuất qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp,
Tử vi năm 2021 Tân Sửu nói rằng sự nghiệp của tuổi Giáp Tuất có thể bị vướng mắc với những khó khăn. Mặc dù bạn nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị tốt, nhưng quá trình thực tế bạn sẽ bị thử thách nhiều, đồng thời điều này sẽ làm giảm sự tự tin của bạn. Do công việc bận rộn, bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có thể nói xấu hoặc xúc phạm người khác. Điều này sẽ phá hỏng các kết nối trong công việc và ảnh hưởng đến triển vọng của sự nghiệp. May mắn thay, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời từ sự giúp đỡ của người khác và bạn có thể giải quyết những khó khăn một cách dễ dàng. Năm nay, bạn sẽ cần phải hiểu và điều tra đầy đủ về khách hàng và bạn nên đề phòng chống lừa đảo. Trong các mối quan hệ, bạn cũng cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân. Biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn giữa các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Đồng thời, trong năm nay, khi lựa chọn đầu tư, bạn không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Do phạm phải hình thái tuế khiến mọi thứ tuổi Giáp Tuất trở nên khó khăn. Để hóa giải điều này, thầy Gia Cát khuyên tuổi Giáp Tuất hãy đeo thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của Bát Bảo Tâm Kinh sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Đồng thời, khi mang theo bên mình hàng ngày, pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc, hóa giải thị phi và hóa giải xung khắc giữa các con giáp. Về mặt tài lộc, mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ phải chi rất nhiều tiền vào năm 2021. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, trong năm Tân Sửu bạn sẽ phải chi trả cho rất nhiều việc không đâu. Điều này có thể dẫn đến bế tắc trong hoạt động kinh doanh và thậm chí buộc bạn phải di rời văn phòng. Việc di rời và cải tạo văn phòng mới có thể tiêu tốn của bạn một khoản tiền lớn. Nếu bạn là một nhân viên làm công ăn lương, chi tiêu có thể tăng lên do sự bốc đồng của bạn và các chi tiêu xã hội khác không thể tránh khỏi. Cuộc khủng hoảng về tài chính sẽ được giảm bớt nếu bạn đi công tác hoặc đi học hỏi từ các doanh nghiệp để lấy thêm kinh nghiệm. Thái tuế là kiếp tài dẫn đến việc cầu tài không hề dễ dàng, cơ hội luôn bị tuột khỏi tầm tay. Sự tồn tại và xuất hiện của vong thần sẽ càng làm tăng thêm tình hình hao tài. Người tuổi Giáp Tuất nên chú ý khi gặp những sao này, bạn cần đề phòng hao tài vì những chuyện ngoài ý muốn. Về phương diện hợp tác, bạn sẽ gặp phải những hợp đồng chỉ nói bằng miệng mà không phải trên giấy tờ, rốt cuộc mọi thứ đều không đi đến đâu. Nếu như hai bên có biên bản ghi nhớ thỏa thuận gì, tốt nhất cứ giấy trắng mực đen ghi chép lại và ký kết cẩn thận sẽ hay hơn. Sau đó thì mới mong tránh khỏi được sự ưu phiền. Tuy nhiên, cũng nhờ có sao Bát Bạch tương trợ sẽ khiến mọi thứ của tuổi Giáp Tuất không đến mức quá khó khăn. Sao Bát Bạch là sao chủ về công danh, phú quý, sự nghiệp sẽ có thành công, tài nguyên vượng thịnh. Cho nên, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, thì bạn chỉ cần biết an phận thủ thường, biết cho đủ, chú tâm trong công việc trước mắt của mình, phát huy tốt sở trường của bản thân, không nóng nảy, không kiêu căng, tranh thủ làm những gì được sao thì ắt sẽ có thành quả và gặt hái được nhiều thành công. Ngoài việc cần phải biết giữ mình và chuyên tâm vào công việc, thì để kích hoạt tài lộc và hóa giải thái tuế, thì tuổi Giáp Tuất hãy mang theo bên mình Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của Bát Bảo Tâm Kinh sẽ tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và kích tài lộc cho bản mệnh. Vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ. Đặc biệt, Bát Bảo Tâm Kinh sẽ xua đuổi những hung tinh và kẻ tiểu nhân quấy rối trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh của bạn trong năm. Về mặt tình cảm, trong năm 2021, người tuổi Giáp Tuất độc thân sẽ có đào hoa khá vượng. Cho dù bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân, bạn sẽ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư, tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá, chặn canh, cuối cùng thì xôi hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Tân Sửu, bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận, gần gũi với mình. Hãy biết giữ khoảng cách,
và giữ mình để tránh chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh không có bước chuyển biến lớn, dù bạn là người độc thân hay đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Tân Sửu không mấy khả quan. Thái tuế thủy vượng khiến các yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến bản mệnh sẽ mắc các bệnh về tim mạch, sẽ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh sẽ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người cũng có thể gặp vấn đề về thận. Ngoài ra, Giáp Tuất cũng có thể sẽ bị bệnh nhẹ trong năm nay, chẳng hạn như cảm lạnh, sốt và viêm đường tiêu hóa. Mặc dù các vấn đề không nghiêm trọng, bạn vẫn có thể cảm thấy mệt mỏi quanh năm. Lý do chính nằm ở việc không tập thể dục đều đặn và công việc bận rộn. Việc thiếu ngủ có chủ ý hoặc vô ý có thể dẫn đến khả năng miễn dịch rất kém. Trong năm nay, bạn cũng đừng quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ qua những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe do thức đêm nhiều dẫn đến căng thẳng do công việc gây ra. Tốt nhất, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Năm 2021, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.